Xin chào mọi người và nhất là các em trai, em gái tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Đây là video clip mình Chuba Tử Vi, hoặc là có thể nhiều mọi người có thể mình gọi mình anh, nhưng mà thật sự ra thì đối với những người Bính Tý thì mình khá lớn, cho nên là anh chú gì đó là tùy tâm mọi người. Thì mình hay xưng là anh đi cho nó trẻ trung. Thì mình là chia sẻ với mọi người về vận hạn của những cái tháng còn lại của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của mọi người. Một trong những cái tuổi mà cả nam và nữ mạng đều có cái sao chủ không được tốt đẹp lắm ở trong năm nay. Cho nên là từ đầu năm đến giờ có nhiều cái trục trặc chút chắc ha, về mặt nhất là về mặt tình cảm không được có suôn sẻ lắm, gây gổ với cha mẹ, thậm chí là người thương của mình. Vì sao? Vì là do là chưa có mình chưa có làm cái tử vi cho nguyên một năm đối với người tuổi Bính Tý, cho nên là mình sẽ nhắc sơ lại để sau đó mình vận vào những cái vận hạn của những cái tháng sau. Thì người mà Bính Tý thì ai cũng các bạn Bính Tý thì đều biết là mình là một mạng thủy, tức là giãn hà thủy, tức là nước của một cái con sông nhỏ. Nhưng mà người giãn hà thủy do là nước của con sông còn nhỏ, cho nên nó làm như thế này, ít vật cản, và con sông nó càng chảy thì nó càng sẽ lớn, đúng không? Cái dòng nước đó càng đi xuống thì nó càng lớn. Cho nên ở thường ở tiền vận của những cái người mà Bính Tý thì không được may mắn cho lắm. Nhưng mà bắt đầu vào những cái giai đoạn mà trung vận, là bắt đầu từ 30 trở lên, từ 40 trở lên thì 30 chứ 30, 40 đó, cái giai đoạn đó thì mọi người gặp rất là nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Càng về già thì người Bính Tý càng tốt đẹp. Người Bính Tý nam mạng á, thì mình hay nói vui như thế. Các bạn không nói thiệt nha, các bạn thành công không phải là tại các bạn giỏi, mà nhiều khi các bạn thành công vì các bạn là con chuột nước. Mà con chuột nước thì khá là ấm no đầy đủ. Chuột khô mới sợ đói chứ chuột dưới nước không có đói. Chuột nước này của các bạn là có nhiều may mắn. Tuy nhiên nữ thì không được, lại không được nhiều như vậy. Do vừa Bính là hỏa, Tý là thủy, ngay cả bản mệnh của mình đã có cái sự tương khắc tương xung, cho nên là sẽ có nhiều cái vất vả, nhất là về mặt đường tình duyên. Cho nên là tuy là giỏi, tất cả những người tuổi Tý đều là những người giỏi về thích nghi, tuy nhiên là năm nay chưa phải là cái năm xấu nhất. Năm tới, năm Canh Tý mới là năm xấu nhất. Năm 24 tuổi thì đối với người Bính Tý mới là năm xấu, năm không có nhiều tốt đẹp. Tuy nhiên là mình sẽ coi là cái năm nay sao mạng nó như thế nào. Giãn hạ thủy của mọi người gặp năm bình địa mộc, tức là bị sinh sức, thủy sinh mộc, cho nên bổn mạng sức khỏe không được tốt cho lắm. Nhưng mà nói thật sự ra là các bạn đang ở trong cái tuổi rất là sung mãn, tuổi trẻ mà, sức khỏe cũng không có vấn đề gì đâu, chỉ đề phòng tai nạn trầy xước tay chân một tí xíu. Với hạn thì là thiên la cho nam là tinh thần bất an, có nhiều cái chuyện phải suy đi nghĩ lại, suy tính. Còn nữ là hạn diêm vương, người ta gọi là bệnh đường máu huyết, cẩn thận với bệnh ở khúc dưới này trôi xuống, cho nên là phải cẩn thận. Hai các em còn nhỏ rồi. Vận niên là một cái vận niên xấu, đó là vận niên mã ngộ đao, tức là ngựa trúng thương. Năm nay nếu mà xét ra cái vận niên thì là không một cái vận niên không tốt đẹp đối với tuổi Bính Tý. Sao văn hớn của nam mạng là đem lại rối rắm và nạn tai. Ngược lại nữ mạng là sao la hầu, cũng đem lại một cái là rối rắm ốm đau. Tuy nhiên cái sao la hầu này nó rất nặng cho nam, nhưng mà nữ thì nó nhẹ hơn. Thí dụ như nam 100%, nhưng mà nữ thì chắc còn sống 50-60% thôi, nhưng mà nói là sao xấu là thấy không êm rồi. Thiên can thì chữ Bính và chữ Kỷ là không xung không hợp về mặt tử vi. Tuy nhiên là Bính hỏa, Kỷ là thổ, cho nên là sinh xuất, cho nên là công việc, thậm chí là năm nay làm thấy không có tiền đâu, làm thì nhiều mà tiền không bao nhiêu ha. Địa chi Tý Hợi thì tự chủ bình hòa, không có hình hại gì nhau. Tý và Hợi thì cùng thủy, cho nên là có thể nói gia đạo tình cảm tổng năm vẫn là tốt đẹp, không có việc gì quá lớn lao. Rồi như vậy là xét về tử vi chung.
thì cả năm á, thì với sao Văn Hớn và sao La Hầu tất cả đều đem đến rối rắm, cho nên là làm việc gì cũng một chút nhẫn nhịn nó vẫn hơn. Tháng 5 âm lịch vừa rồi, hôm nay đã là ngày mùng 2 tháng 6 rồi, âm lịch rồi, thì tháng 5 âm lịch là tháng Canh Ngọ, một cái tháng cũng có khá nhiều trúc trắc trục trặc đối với những cái em tuổi Bính Tý. Có nhiều cái chuyện không vui vẻ, công việc thì nó ở trong công việc, do là chữ Bính nó khác chữ Canh, nhưng cuối cùng thì mình cũng vượt qua nó, mình cũng giải quyết được, ăn thua lại, mình nắm quyền chủ động, chứ không phải là mình bị thí dụ như mà tháng mà Bính mà gặp bị nhâm nó khắc Bính thì công việc nó mới dễ rơi vào bế tắc, rơi vào cái sự khó khăn và không có tốt đẹp. Do là mình chưa làm phần hàng 6 tháng đầu năm, cho nên là anh sẽ làm luôn từ bắt đầu tháng 6. Tháng 6 của nó, năm Kỷ Hợi 2019 là tháng 6 âm lịch đó, là hôm nay đã mùng 2 rồi, thì là tháng Tân Mùi. Thì tháng Tân Mùi thì là tương đối là một tháng tốt đẹp đối với người Bính Tý. Lý do thì sao? Mình sẽ xét xem. Người Bính Tý thì mệnh Thủy. Tháng Tân Mùi thì là mệnh Thổ. Tháng Tân Mùi là tháng Thổ, cho nên là Thổ khắc Thủy, bổn mạng bị tháng tương khắc, đề phòng về việc sức khỏe và khó khăn về bổn mạng. Khi mà bổn mạng bị tương khắc, phúc tinh và tài tinh nó sẽ bị che khuất. Ngược lại phá và bại tinh, đặc biệt là với hai cái sao chủ La Hầu và Văn Hớn, La Hầu cho nữ và Văn Hớn cho nam này, sẽ đem lại rối rắm cho mình. Tuy nhiên, thiên can chữ Bính và chữ Tân là thuộc ngũ hợp, mà cái trụ mà thiên can mà xét về tử vi á, là ảnh hưởng đến công việc, tài lộc và danh lộc, cho nên là Bính gặp Tân là ngũ hợp, cho nên là công việc ok, thậm chí là có sinh tiền tài nhiều ha. Rồi về địa chi á, là Mùi gặp Tý, Tý Mùi là Tý Mùi là tự hại, cho nên là phải để ý một tí xíu ha. Tý Mùi là thuộc nhóm tự hại, so với lục xung lục hại thì nhị hại này nó đỡ hơn nhiều, nhưng mà cũng báo hiệu rằng sẽ có gây gỗ ở trong gia đạo, không tốt đẹp trong gia đạo. Như vậy thì tháng 6 là tháng tốt cho công việc nhưng không tốt cho sức khỏe và gia đạo, cho nên là các em cần để ý ha. Tiếp đến đó là tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch thì nếu mà đối với người Phật giáo thì mọi người hay nói đó là tháng cô hồn, tháng xá tội vong nhân, nhưng mà đối với phong thủy tử vi thì nó không như vậy, nó chỉ là bình thường thôi, nó chỉ là một cái tháng như của trong năm thôi. Thì tháng 7 âm lịch là tháng nhâm thân, mà tháng nhâm thân thì thuộc kim. Như vậy xét về mệnh là các em là mệnh thủy, gặp tháng kim là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe mà còn tốt cho cả phúc và tài tinh. Khi mà bản mệnh được tương sinh, phúc và tài tinh nó sáng lên, nó sáng lên nó sẽ đem đến nhiều may mắn và tiền tài hơn. Thiên can thì không được tốt đẹp cho lắm, vì chữ nhâm của tháng khắc chữ Bính, tháng khắc thiên can, công việc sẽ rơi vào khó khăn, bế tắc, thậm chí là để ý cẩn thận nhớ ha. Các em mà đi làm ký tá giấy tờ thì nhớ cẩn thận, coi chừng vướng pháp luật nha, vướng vào kiện tụng mất mát tiền bạc ha, dễ gây ra khó khăn ở trong công việc và danh lộc, nhớ nha. Địa chi tháng thân gặp tuổi Tý là thân Tý Thìn, thuộc nhóm tam hợp, là dấu hiệu của nhiều may mắn, không chỉ cho gia đạo mà còn tương sinh cho cả cái công việc. Như vậy thì rõ ràng là với cái tam hợp của địa chi, hy vọng nó sẽ phần nào khắc chế bớt cái sự tương khắc của thiên can, cộng với cái mạng mình được tương sinh nữa, thì nó sẽ vô hiệu hóa bớt cái sự khó khăn mà cái trụ thiên can nó đem lại ha. Đó là một cái điều có thể nói là mình có ba cái để xét, thì hai cái mình tương hợp, một cái mình tương khắc, thì nó vẫn hơn là hai cái tương khắc một cái tương hợp, rõ ràng không? Đúng rồi, như vậy phải không? Tiếp đến đó là tháng 8 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 8 là tháng Quý Dậu. Tháng Quý Dậu là một tháng kim. Như vậy mệnh cũng sẽ giống tháng 7, đó là kim sinh thủy, bản mệnh được tương sinh, tốt cho sức khỏe, tốt cho cái phúc tinh và tài tinh, giống như tháng 7, ngon lành. Thiên can Quý và Bính thì là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Cho nên là ok về công việc, không có quá nhiều sự chống đối khó khăn ở trong công việc là một, với tháng 8 là ok, bình thường.
Địa chi Tý Dậu, Tý Ngọ Mẹo Dậu, Tý Dậu là nằm trong tứ hành xung, nhưng mà nó nằm xa nhau, cái sự xung khắc nó cũng không quá nhiều, nhưng chắc chắn là nó sẽ có khung xung khắc, cho nên là sẽ có một chút rầy rà rối rắm ở trong gia đạo, nhớ cẩn thận nha. À, chứ nó không được tốt đẹp về mặt gia đạo giống như là cái tháng 7 âm lịch ha. Rồi tiếp đến là tháng 9 âm lịch của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng 9 âm lịch là tháng Giáp Tuất, mà tháng Giáp Tuất là tháng Hỏa. Như vậy Hỏa thì gặp mà mình mệnh Thủy, mình sẽ khắc tháng, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng gặp chút khó khăn, cẩn thận về mặt sức khỏe, đề phòng cái tai nạn nhỏ. Thiên can Giáp Bính không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của Giáp là mộc, nạp âm của hành của Bính là hỏa, cho nên là mộc sinh hỏa, nạp âm ngũ hành được tương sinh, công việc có sinh tài lộc nhưng không quá nhiều ha. Rồi địa chi Tý Tuất thì tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có tương hợp với nhau, cho nên gia đạo ok, không có khó khăn, không có rầy rà rối rắm như là tháng 8, tốt đẹp ngon lành ha. Rồi tiếp đến đó là tháng 10 của năm Kỷ Hợi 2019, mà tháng 10 là tháng Ất Hợi ha. Năm Hợi gặp tháng Hợi thì tháng Ất Hợi là hỏa, như vậy mệnh cũng sẽ giống như tháng 9 là Thủy khắc hỏa, tháng khắc bản mệnh, bổn mạng gặp chút khó khăn, đề phòng những cái tai nạn nhỏ, trầy xước tay chân ha. Thiên can Ất Bính là không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. À, cũng giống như tháng 9, Giáp Ất thì thuộc mộc, Bính Đinh thì thuộc hỏa, cho nên là Ất mộc ha, Bính hỏa, cho nên là thiên can thuộc nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh, tốt cho cái công việc, dễ sinh tài lộc. À, ok ha. Thấy là thấy cũng có chút khởi sắc. Địa chi Tý Hợi tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không có xung khắc nhau. À, như vậy là tháng 10 và tháng 9 khá giống nhau. À, với bản mệnh khắc tháng, thiên can thì nạp âm ngũ hành tương sinh, địa chi thì không xung không khắc, cho nên là sẽ có khá hai tháng này giống nhau. Chỉ đề phòng cái bổn mạng của mình một chút xíu thôi. Có thể nói là bị xây xác, nếu như có tai nạn hoặc là bệnh thì vài viên thuốc là hết, chứ không đến nỗi nặng nề ha. Tháng tiếp theo của năm Kỷ Hợi 2019 chính là tháng tuổi của mọi người, tháng 11 âm lịch, tháng Bính Tý. Tháng Bính Tý là thuộc thủy. À, người ta nói là 60 tháng nó sẽ lặp lại một lần. À, 60 tháng, cho nên là tháng Bính Tý lặp lại ở trong cái năm này thì nó có một chút khó khăn. Người ta gọi là năm sinh tháng tuổi, nó chắc chắn nó sẽ có những cái chuyện rầy rà rối rắm, đặc biệt là về phần gia đạo. Với Tý gặp Tý ha, thì nó sẽ có nhiều điều không tốt đẹp lắm ha. Còn do là tháng Bính Tý luôn, cho nên là Bính Tý cũng thuộc thủy, thiên can Bính đồng hàng, cho nên là phần nhiều nó vẫn nằm nhiều ở trong cái trụ của gia đạo và các mối quan hệ. Nhớ cẩn thận, nếu như mà có rầy rà rối rắm với cha mẹ ở trong tháng này thì nên nhịn dùm một tí xíu ha. Dù sao gì nữa mình cũng là người nhỏ, nhìn vẫn không có gì đâu ha. Rồi tháng cuối cùng của năm Kỷ Hợi 2019 tức là tháng Đinh Sửu, và tháng Đinh Sửu là tháng chạp của năm Kỷ Hợi 2019. Tháng Đinh Sửu thì thuộc thủy, như vậy mệnh, xét về mệnh là đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, ok, không có vấn đề. Thiên can Bính Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Nạp âm ngũ hành của cả Bính và Đinh là hỏa, cho nên có thể nói thiên can tài lộc ở trong tháng 12 là ổn định, ok, không có việc gì. Địa chi thì rất tốt đẹp, đó là Tý gặp Sửu là thuộc nhóm lục hợp, tốt cho gia đạo và cả công việc. Tý Sửu như vậy thì rõ ràng là tốt đẹp. Mệnh đồng hàng, nạp âm ngũ hành của thiên can cũng đồng hàng, thiên can không xung không hợp, địa chi được lục hợp, như thế này thì gia đạo sẽ rất vui vẻ. Có thể những người Bính Tý là những người mới bắt đầu đi làm, các em mới đi làm những năm đầu tiên, đây là cái thời gian mà Tết, tháng chạp mà bắt đầu tới cỡ 20 là mình quay trở về với gia đình, gia đạo của mình. Nếu chưa có là các em nam thì các em nam ở tuổi này thì chắc là cũng chưa lập gia đình hết, còn các em nữ thì chắc cũng có một phần, thì sum họp gia đạo là một cái chuyện vui vẻ, cho nên là không có việc gì xảy ra. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái vận hạn những tháng còn lại của năm Kỷ Hợi
2019 đối với người tuổi Bính Tý nam và nữ mạng. Cả nam và nữ mạng hãy nhớ rằng là mình vẫn chịu cái sao chủ ha. Nam là Thổ Tú rối rắm, nữ là La Hầu cũng đem lại rối rắm và nạn tai. Tuy là nó có những cái vận hạn ở trong cái 7 tháng cuối năm này có những cái tốt bên cạnh những cái xấu, tuy nhiên là hãy nhớ rằng một điều, tử vi không phải 100% là chính xác hoàn toàn. Hãy nhớ rằng tử vi mình đi nói đi nói lại ở những cái video trước, nó là chỉ là một môn khoa học thống kê, loại trừ từ từ rồi là một cái 60 năm mình sẽ có một cái tuổi Bính Tý nữa xuất hiện, thì mọi người quan sát cái tuổi Bính Tý đó cộng nhiều cái tuổi Bính Tý, người ta sẽ viết ra quyển sách, và quyển sách đó hôm nay mình chia sẻ với mọi người để các em có được cái gọi là cái hành trang nhận định tốt hơn, đưa ra những cái quyết định nhịn nhục hay là cương ở trong những cái tháng tốt hay xấu của mình. Mọi người xem video hay thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người tuổi Bính Tý biết và ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi, phong thủy, cũng như là tuổi của mình hoặc là người thân. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.